Mến chào quý vị, Phương Thủy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Siêu bão Likima mạnh nhất trong 5 năm đang tiến đến Chiết Giang, giết chết ít nhất 44 người ở Trung Quốc. Kính thưa quý vị, cơn bão mạnh nhất kể từ năm 2017, Likima đã biến thành siêu bão tiến đến Chiết Giang, Trung Quốc, và Cục Khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo liên quan vào sáng sớm thứ Sáu. Bão dự kiến sẽ đổ bộ từ phía Biển Đông vào ngày thứ Bảy và đẩy lên phía Bắc, với Thượng Hải đã sẵn sàng đối phó với những cơn bão lớn ở đường chân trời. Truyền thông nhà nước Thượng Hải cho biết khoảng 16.000 cư dân ở các vùng ngoại ô Thượng Hải sẽ được sơ tán với mưa và gió lớn có thể tiếp diễn cho đến Chủ nhật, trong khi lũ lụt ở phía Đông có thể tiếp tục cho đến thứ Tư tới. Cách đây vài ngày, cơn bão Likima cũng đã tàn phá Đài Loan, khiến hơn 300 chuyến bay bị hủy, đóng cửa các khu chợ và cửa hàng, mất điện cho hơn 40.000 hộ gia đình. Thưa quý vị, hãng tin AFP dẫn nguồn truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết ít nhất 44 người đã thiệt mạng do cơn bão Likima tàn phá các thị trấn dọc bờ biển phía Đông Trung Quốc hôm vừa qua, buộc hơn 1 triệu người phải sơ tán khỏi nhà cửa. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy Likima mang mưa lớn, đường phố và đồng ruộng ngập trong bùn lầy, gió mạnh cũng khiến gạch ngói rơi xuống đất và cây cối bị gãy đổ. Reuters cũng dẫn thông tin từ báo chí Trung Quốc cho biết Chiết Giang đã di rời khẩn cấp 1,212 triệu người. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 185.000 ha, trong đó có khoảng 23.000 ha không cho thu hoạch. 36.000 ngôi nhà bị hư hại do thiên tai, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là hơn 15,75 tỷ nhân dân tệ. Sở khẩn cấp tỉnh Sơn Đông công bố tin tức vào ngày hôm nay. Theo thống kê sơ bộ, dân số bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong tỉnh là 16,553 triệu người, với 5 người chết và 7 người mất tích do thảm họa. Dân số tái định cư khẩn cấp của tỉnh là 183,8 nghìn người và những người bị ảnh hưởng diện tích cây trồng là 145,4 nghìn ha. 609 ngôi nhà bị sập, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 1,475 tỷ nhân dân tệ, trong đó thiệt hại về nông nghiệp là 939 triệu nhân dân tệ. Dữ liệu thảm họa liên quan đang được tiếp tục thu thập. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão, các chuyến bay đã bị hoãn và hủy ở nhiều nơi ở Trung Quốc. Nhiều hãng hàng không tạm thời ra thông báo hủy một số chuyến bay, việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng. Theo Reuters, tính đến Chủ nhật, ít nhất 3.200 chuyến bay đã bị hủy. Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc. Thưa quý vị, lũ lụt đã làm ngập các ngôi làng, đường phố và đất nông nghiệp ở thành phố Haiyuan, Quảng Đông hôm thứ Hai, khiến hầu hết người dân bị mắc kẹt ở nhà. Trước hết, chúng ta hãy chú ý đến tình hình lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc. Mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi, dẫn đến những thảm họa liên tiếp. Đặc biệt tại tỉnh Quảng Tây, mực nước của ba con sông đã vượt mức cảnh báo. Lũ lụt bủa vây các thành phố, cầu bị gãy, nhà sập, đường cao tốc bị cuốn trôi, và đây là hiện trường của lũ lụt đang tàn phá Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và những nơi khác ở miền Nam Trung Quốc. Kể từ tháng 5, những trận mưa lớn kéo dài liên tục đã gây ra lũ lụt ở nhiều tỉnh miền Nam Trung Quốc. Hôm thứ Hai, nước lũ đã tràn vào các ngôi làng, đường phố và đất nông nghiệp ở thành phố Haiyuan, Quảng Đông, khiến hầu hết người dân bị mắc kẹt tại nhà. Tại thành phố Sam Minh, Phúc Kiến, ít nhất 3 người đã thiệt mạng khi lũ cuốn trôi nhà cửa. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, mực nước của nhiều con sông ở Giang Tây, Quảng Tây, Phúc Kiến vượt quá mức cảnh báo, dẫn đến việc di rời của hơn 80.000 người và gây thiệt hại kinh tế khoảng 110 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, mực nước ở hồ Long Tan trên sông Tây Giang, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ, tăng cao và đỉnh lũ số 3 năm nay xuất hiện vào tối ngày hôm qua. Một số cư dân mạng cho rằng không thông báo cho người dân địa phương, chính quyền đã mở các cửa xả lũ, gây lũ lụt vùng hạ du và thiệt hại nặng nề cho người dân. Cục Khí tượng Đại lục dự báo trong 10 ngày tới, nhiều tỉnh ở miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn. Một số chuyên gia đã phân tích rằng đợt mưa lớn này chắc chắn sẽ khiến thảm họa ở miền Nam trở nên tồi tệ hơn. Kính thưa quý vị, miền Nam Trung Quốc gần đây đã phải đối mặt với lượng mưa lớn nhất. Trận mưa xối xả đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên sông và lở đất. Hàng trăm nghìn người dân địa phương đã buộc phải sơ tán nhà cửa để tránh thảm họa.
các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Giang Tây của Trung Quốc gần đây đã gây ra những thảm họa nghiêm trọng do mưa lớn. Các quan chức từ tỉnh Quảng Đông cho biết hơn 200.000 người đã được sơ tán thành công và ước tính trận lũ lụt đã gây thiệt hại khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ. Tại Quảng Tây, 145.000 người đã phải sơ tán, 2.700 ngôi nhà bị cuốn trôi và hơn 1.000 người bị mắc kẹt trong lũ lụt. Thời báo Hoàn Cầu cho biết khi mực nước ở Chu Hải dâng cao, lũ lụt và lở đất sẽ kéo theo nhiều hơn. Cơ quan khí tượng Trung ương Trung Quốc cho thấy từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7, lượng mưa trung bình ở Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây là cao nhất kể từ năm 1961. Trong những ngày gần đây, lũ lụt ở miền Nam và hạn hán ở miền Bắc của Trung Quốc diễn ra nghiêm trọng. Ít nhất 21 người đã chết trong trận lũ lụt ở tỉnh Hồ Bắc hồi đầu tháng. Mưa xối xả liên tục đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Không những hoa màu không sản xuất được mà trường học, cơ sở kinh doanh cũng không thể hoạt động bình thường. Hai cơn lốc xoáy ập vào Trung Quốc, số người chết tăng lên 12 người. Thưa quý vị, hai trận lốc xoáy ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương khi nó đi qua. Ông Agen Frank Brexit cho biết những cơn gió mạnh đã quét qua thủ đô Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, nơi từng là cái nôi của đại dịch coronavirus vào đêm thứ Sáu. Các nhà chức trách tỉnh Hồ Bắc cho biết lốc xoáy đã giết chết 8 người và 280 người bị thương. Tại một cuộc họp báo, chính quyền Vũ Hán trước đó đã công bố số người chết là 6 người. Theo các nhà chức trách, những cơn gió lên tới 260 km/h đã gây thiệt hại trên diện rộng. Gió giật đã làm hư hỏng hai cần cầu xây dựng, trong đó có một cần cầu bị sập tại công trình xây dựng. Ngoài các phương tiện bị hư hỏng do vật rơi, cây cối bật gốc, lá sắt bị phá hủy một phần, cột điện bị đổ khiến hơn 26.000 ngôi nhà bị mất điện. Theo chính quyền Hồ Bắc, gần 30 ngôi nhà bị sập. Trong khi đó, thành phố Tô Châu gần Thượng Hải cũng hứng chịu một cơn lốc xoáy cực mạnh vào đêm thứ Sáu. Theo chính quyền địa phương, sức gió đã vượt quá 200 km/h. Một báo cáo cho biết có 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 130 người bị thương nhẹ. Theo những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc, một cơn lốc đen đã gây ra thiệt hại rất lớn. Vào đầu tháng 7, một cơn bão dữ dội với gió mạnh đã giết chết 11 người tại thành phố gần Thượng Hải. Mặt quỷ xuất hiện trên bầu trời với cơn mưa đá bất ngờ. Thưa quý vị, vào ngày kỷ niệm 33 năm sự kiện Thiên An Môn, mưa lớn và mưa đá bất ngờ rơi xuống nhiều nơi ở Bắc Kinh và những đám mây màu cam khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, giống như một mặt quỷ làm dấy lên cuộc tranh luận của công chúng. Khoảng 7 giờ tối, trên bầu trời Bắc Kinh xuất hiện một đám mây màu cam khổng lồ. Các chuyên gia khí tượng nhận định đó là mây vũ tích, thường kèm theo mưa đá, gió mạnh và các thời tiết khác. Một khuôn mặt quỷ xuất hiện trong đám mây màu cam kỳ lạ. Một bức ảnh được xuất bản trên trang nhất của Nhật báo Bắc Kinh cho thấy một mặt quỷ lớn với chiếc mũi cong và đôi mắt xích trong mây và một mặt quỷ nhỏ ở bên cạnh. Sau khi mây mặt quỷ xuất hiện, Cục Khí tượng Bắc Kinh đã phát tín hiệu cảnh báo sét màu vàng, dự báo trong 2 giờ tới có thể mưa dông ở Thông Châu, Thuận Nghĩa, Đông Triều Dương kèm theo gió mạnh trong thời gian ngắn trên cấp 7, mưa đá nhỏ và lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Theo những đoạn video và hình ảnh được đăng tải trên Internet, đêm hôm đó, mưa đá lớn và mưa đá đã rơi xuống ở Thông Chu, Thuận Nghĩa, Huaru, Pingu và những nơi khác ở Bắc Kinh. Những bức ảnh do người dân ở Bắc Kinh chụp cho thấy trận mưa đá ở Thuận Nghĩa có đường kính 5cm và trận mưa đá ở Thông Châu cũng có đường kính 4cm và nó có những gai trông giống như loại coronavirus mới. Một đoạn video cho thấy một lớp mưa đá dày trên mặt đất và hai người đàn ông Bắc Kinh đang xúc mưa đá. Mình đi đây, mưa đá ở Bắc Kinh lớn thế à, phải dày đến 30cm. Cũng có những hình ảnh cho thấy ai đó đã dùng chân trần dẫm lên đá, hạt mưa đã che hết mù bàn chân. Một thân cây lớn bị mưa đá và gió lớn đè lên, ngã vào một chiếc ô tô. Này, thật là một trận mưa đá lớn trên thế giới, nó đã phá hủy toàn bộ khu vườn của tôi và tất cả cây cối đều bị đập tan thành từng mảnh. Tôi chỉ muốn khóc, một cư dân mạng Bắc Kinh khóc trên Weibo. Chung với dịp kỷ niệm 33 năm sự cố, thời tiết khắc nghiệt xảy ra ở Bắc Kinh, mây và mưa, đá mặt quỷ xuất hiện, gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trong dư luận. Một cư dân mạng Bắc Kinh nói đầy ẩn ý, vào lúc 8 giờ tối, sét và sấm đã bắt đầu, mưa đá và mưa lớn xối xả Bắc Kinh và ngoại ô Bắc Kinh. Buổi trưa vẫn hơn 30 độ và có mưa đá trực tiếp vào ban đêm. Hôm nay xảy ra đúng lúc, điều đó thật thú vị. Năm 1989, Đảng Cộng sản Trung Quốc điều quân đến thảm sát các sinh viên và công dân đang thỉnh nguyện ôn hòa tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Nhưng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nghiêm ngặt chặn thông tin thực về ngày này trong nhiều năm và nói dối với người dân Trung Quốc rằng không có vụ giết người nào được thực hiện. Đợt nắng nóng cực điểm ập đến, hàng chục triệu người Trung Quốc kêu gọi ở nhà.
một số thành phố của Trung Quốc đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ hôm thứ Hai khi một đợt nắng nóng xảy ra, với hàng chục triệu người được yêu cầu ở nhà, một báo cáo của AP từ Bắc Kinh cho biết hôm thứ Hai. Các khu vực khác nhau của hành tinh đã bị ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng cực đoan, đôi khi gây chết người trong những tháng gần đây. Đây là trường hợp của đợt nắng nóng ở Tây Âu vào tháng 7 và ở Ấn Độ vào tháng 3 và tháng 4. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đã làm cho các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn và với nhiệt độ dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới và các đợt nắng nóng sẽ tăng cường. Trung Quốc cũng không ngoại lệ, Thượng Hải gần đây đã phá hủy kỷ lục nhiệt độ cao kỷ lục 149 năm tuổi với mức cao 41,9 độ C, trong khi các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến đã vượt 41 độ C vào cuối tuần trước, phá vỡ hai kỷ lục. Theo lịch âm truyền thống của Trung Quốc, tháng 7 đánh dấu thời điểm bắt đầu ngày nắng nóng nhất, nhưng nhiệt độ mùa hè năm nay dường như đã vượt quá mọi dự đoán. Agency France Presse chỉ ra, cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc thông báo rằng người dân trong vùng báo động đỏ, chủ yếu ở Đông Nam và Tây Bắc Trung Quốc phải dừng mọi hoạt động ngoài trời và đặc biệt chú ý đến việc đề phòng hỏa hoạn. Đợt nắng nóng đang làm căng thẳng hệ thống điện của Trung Quốc khi người dân và các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng máy điều hòa nhiệt độ nhiều hơn. Một số nhà máy điện lớn nhất của Trung Quốc đã phá kỷ lục công suất vào giữa tháng 7. Chính quyền địa phương ở một số tỉnh đã quyết định tắt đèn đường và tính thêm tiền điện cho các doanh nghiệp trong giờ cao điểm. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.